Xin chào các bác, trong video này em giới thiệu một cái đầu máy của Onkyo. Hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, đầy đủ các chức năng, bao gồm có CD, MD, giải mã quang 24 bit, dòng mặt nhôm màu bạc. FM AM thì dòng này FM chỉ đến tần số 90 thôi, tần số nội địa của Nhật, không có tần số của Việt Nam. Và đặc biệt nó vẫn xuất cổng tín hiệu sang âm đi khác, coi như đây sẽ là một cái đầu. Bác mua cái đầu Onkyo này sẽ bao gồm có, coi như sẽ có một cái đầu đĩa xuất AV, đầu MD xuất AV và đường giải mã quang xuất AV luôn. Và âm đi thì có chỉnh bass jack, chỉnh bass jack và tăng bass đây. Tăng bass cộng trừ 3 này, jack cũng cộng trừ 3, và một chế độ tăng S bass. Đấy, một chế độ tăng thêm bass nữa. Đấy. Điều khiển này thì gần như điều khiển được full chức năng của cái đầu máy Onkyo này. CD, MD, tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Đây em sẽ test CD cho các bác. Mắt thì vẫn đọc rất tốt luôn các đĩa. Phím menu là phím chuyển kênh. Đấy, phím MD. Đấy. Chung là mấy cái đĩa MD này vẫn đọc tốt hết thôi. Đây, các phím đường đốc, đây các bác có thể thấy phím để đốc chính là đường kết nối analog thiết bị bên ngoài, đốc MetaPA này, miếng line này. Digital giải mã quang. Thì ở đây phía sau của cái đầu máy này sẽ bao gồm các cái đường tín hiệu như này. Ở đây sẽ có các đường đốc này và đường tape để kết nối với điện thoại. Các cái dòng analog ấy, nó tương đương các cổng AUX ấy, hoặc CD ấy, nó chỉ thay đổi chữ đi thôi. Đấy. Ở đây nó sẽ có hai đường cổng xuất out, cổng AUT này và cổng out trên, out dưới. Đường giải mã quang Digital In. Đây. Giải mã quang 24 bit trên đầu máy của Onkyo này. Đấy, có một cổng in. Thông số Onkyo N7TX điện 100V, công suất 46W và hàng lắp ráp tại thị trường của Japan, Nhật Bản. Số CD 17014 này. Ở đây sẽ vẫn hỗ trợ một cổng xúc điện này và đường loa ra với cái mức trở kháng rất rộng từ 4 đến 16 ohm. Các bác có thể ghép vào những cặp loa bass từ thấp nhất từ 10, 12, 14 và đến 16. Nhiều bác cảm thấy cái cục máy nó nhỏ nhưng mà nó đánh bass 30 cũng khá là tốt luôn. Tí em thử cho các bác đánh bass 30 nghe phê cực. Nội thất bên trong đây. Máy móc thì cam kết nguyên zin. Vì xanh nét đậm 20 chuẩn để giải mã hết. Digital ở đây sẽ có hai đường tia nháy. Đầu máy Kenwood này, xin lỗi các bác, đầu máy Onkyo này với kích thước chiều ngang 20,5, chiều cao 14,5, chiều sâu 30 và dám để cho các bác 2 triệu đồng và đi kèm cả cái điều khiển để các bác tiện dùng luôn. Đấy, thì ở đây em sẽ thử với cái đánh trực tiếp bằng âm ly, thì em sẽ rút cái đường xuất out ra âm ly khác này. Đấy. Và đấu loa em đã sẵn đặt loa này thì em đang ghép trực tiếp cái bass 30 nhà em luôn các bạn. Đánh khá tốt luôn các bạn, đấy. Đánh như âm ly to luôn. Onkyo này nó sử dụng 4 con sò nhí ở dưới này các bạn, đây 4 con sò nhí ở dưới này. Đấy. Nhưng mà bản chất của nó ấy, thì nó chỉ chơi với những cái những dòng loa bass nhỏ từ bass gọi đây là vẫn thuộc phân khúc của gần trung rồi. Đấy. Thì nó đánh vào những cái dòng loa bass 12. Bản chất của nó là đánh vào những bass 14, 12, 14, 16 cũng được. Đấy. Thì nếu các bác nào có bass 25 đánh cũng được thôi, nhưng mà chỉ để nghe ở cái mức vừa phải thôi.
mà nó nghe to quá thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Đấy, như vậy thì cái đầu ăn kêu này các bác tận dụng nó làm coi như sẽ có một cái đầu CD, một cái đầu MD và một cái đầu giải mã 24 bit luôn, với những công nghệ độc quyền của Onkyo, DLNA và WRAT, các công nghệ với cổng 2MD CDMD. Mặt nhôm hình thức còn rất đẹp luôn. Ở phía trước là vẫn có cổng line in và cổng line out. Đường out này vẫn xuất được tín hiệu ra ngoài và đây là cổng phone. Input đây là được cổng chuyển đường tín hiệu. Nếu các bác có thể nhìn qua điện thoại thì nó hơi bị lóe qua những cái như này, đây là do hiệu ứng ánh sáng của điện thoại thôi các bạn. Bên ngoài thôi, còn bản chất thực chất ở bên ngoài nhìn sáng rất đẹp và rõ nét. Như vậy với mức giá 2 triệu đồng các bác coi như sẽ có một cái đầu giải mã 24 bit luôn. Đấy. Rất là tiện dùng với một cái đầu máy Onkyo như thế này. Hàng chuẩn của Nhật. Các bác nào cũng muốn mua cái mức giá rẻ hơn thì đây. Thì đây sẽ có ba cái máy cũng cùng kiểu N7TX này. Đấy. Những cái máy này thì CDMD nó không hoạt động nữa rồi. Đấy. Các bác về chỉ làm âm ly và làm giải mã thôi. Đấy. Chỉ sử dụng hai chức năng, đó là âm ly đánh này và làm giải mã 24 bit này, giá chỉ có 1.300.000 đồng và không kèm khiển. Đây để có mức giá tốt hơn nữa. Đấy. Thì các bác có thể, nếu các bác không cần dùng đến CD, không cần dùng đến MD thì các bác có thể mua cái dòng phân khúc 1.300.000 này thì sẽ không cần đến CD, không cần MD nữa. Thật ra thì cái khi mà đĩa MD với đĩa CD nó không hoạt động thì nó chỉ do phần mắt thôi. Thật ra nó chả ảnh hưởng gì đến cái phần chất âm của cái âm ly và chất âm của cái giải mã cả, nó không ảnh hưởng gì các bác nữa. Đấy, em phải nhấn mạnh cái nó không ảnh hưởng cả. Có kiểu cảm giác như bây giờ nó tương đương như bác bây giờ có đĩa nhưng mà các bác chả bao giờ dùng đến thì nó chẳng làm sao cả. Đấy, cả đĩa MD như vậy, coi như các bác không dùng đến nữa thì nó không ảnh hưởng gì cả, như vậy thôi. Để cái mức giá tốt hơn đấy thì mức giá 1.300.000, nhiều bác bây giờ cũng chẳng cần đến đĩa CD, cũng chẳng cần đến đĩa MD nữa, chỉ cần giải mã qua TV và có một cặp loa nhỏ để đánh nghe hay. Thì với cái 1.300.000 thì các bác tùy các bác là muốn nghe CD MD thì có thể chọn với cái mức giá 2.000.000, còn không thì 1.300.000 cho các bác. Đấy, có hai mức giá để các bác lựa chọn. Và các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961225555. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.